Cả hai đội đều còn 4 trận đấu ở vòng loại World Cup. Indonesia có lợi thế hơn một chút khi được chơi 3 trận trên sân nhà, với đội tuyển Việt Nam là 2. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi tự tin về sự chuẩn bị của mình về tinh thần, về triết lý mà đội bóng hướng tới. Chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận đấu tại Asian Cup vừa qua và cả đội có thể làm tốt hơn nữa vào ngày mai.